Sau trận đấu ra quân với U19 Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với U19 Philippines. Ở buổi tập vào hôm qua, ban huấn luyện chỉ cho các học trò tập nhẹ để hồi phục. Trong khoảng một tiếng tập luyện, các cầu thủ chủ yếu khởi động và tham gia các trò chơi với bóng. Theo như chia sẻ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, các cầu thủ trẻ của chúng ta cần phải cải thiện về khả năng kiểm soát bóng cũng như sự gắn kết, hạn chế việc để mất bóng. Ngoài ra, chiến lược gia gốc Hải Phòng tiết lộ sẽ đưa ra một số sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Anh Tú gặp chấn thương ở cổ chân và cần vài ngày để hồi phục. Vị thuyền trưởng của U19 Việt Nam có những đánh giá khá thận trọng về đối thủ U19 Philippines, khi đội bóng này đã khiến U19 Thái Lan phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0